Good afternoon. Chủ đề của loạt bài mà chúng ta đang học với nhau đó là tiếng yêu thương, nói về bảy lời mà Chúa Giêsu nói trên thập tự giá. The series that we're going through right now is called When Love Speaks, the words that Jesus spoke before he when he was going to the cross. Chúng ta sẽ học loạt bài này với nhau để dẫn đến phục sinh, sẽ là chuẩn bị cho sự phục sinh, cho Chúa phục sinh. We're going to go through this series as we prepare for Easter. Chúa Giêsu nói bảy lời cuối cùng ở trên thập tự giá, thì ba lời đầu tiên nói về những người khác ở xung quanh Ngài. The first three words that Jesus spoke on the cross were about the people around him. Và bốn lời cuối thì nói về chính Ngài và mục đích Ngài đến để thực hiện cho nhân loại. And the last four words were about himself and why he came to earth. Nếu quý vị chưa nghe hai bài đầu thì quý vị có thể lên về nguồn.net, ở trên đó sẽ có đăng tất cả những bài chia sẻ của If you haven't heard the first two parts of this series, you can go on to vengon.net, vengon.net, and you can find those first two there. Lời đầu tiên mà Chúa Giêsu nói trên thập giá đó là lạy Cha, xin tha cho họ. Đây là một cái lời tha thứ. The first word was the word of forgiveness. Jesus said, "Father, forgive them." Ở đây chúng ta có thể thấy được, tìm được sự tha thứ của Chúa, bảo đảm được sự tha thứ của Chúa cho đời sống của mọi chúng ta. We can see in that word the forgiveness of God and the assurance of that forgiveness. Lời thứ hai là một cái lời bảo đảm. Chúa Giêsu nói rằng hôm nay con sẽ ở paradis với ta. Chúa nói với người cướp như vậy. The second word was the word that Jesus said to the criminal hanging next to him on the cross. He said, "Today you will be with me in paradise." Nếu chúng ta cần biết cách làm sao nếu rời khỏi đời này thì chúng ta sẽ vào thiên đàng, thì Chúa bảo đảm chúng ta sẽ được vào thiên đàng. Và những gì ít nhất mà chúng ta cần biết, đây là những lời mà Chúa Giêsu nói ở trong thiên đàng. We can know for sure that we are guaranteed our eternal salvation based on what Jesus said from the cross. Và hôm nay chúng ta sẽ nói đến lời thứ ba của Chúa Giêsu nói ở trên thập tự giá. Today we're going to talk about the third word that Jesus said from the cross. Chúa nói với Mary là mẹ của Ngài và Giăng là người môn đồ thân tín nhất của Ngài. He said the third word to his mother Mary and his closest disciple John. Bối cảnh của câu chuyện đó là như thế này. Chúa Giêsu đã bị người ta bắt sau khi dự tiệc thánh với các môn đồ với Ngài. Thì tối hôm đó Chúa bị người ta hành hạ rất là tàn nhẫn. The scene looks like this. It was after Jesus had had the Last Supper with his disciples and he was taken and beaten up. Và sau 6 cuộc xử án mà trong đó thì có khoảng 3 là do cái tôn những người lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái và 3 cái cuộc xử án là của chính quyền La Mã. And after 6 nights of trials being scourged and beaten. Và những cái cuộc xử hình này là trái luật tại vì xử ban đêm. Thành ra sau những cuộc xử hành luật xử như vậy, sau cái cuộc xử như vậy thì Chúa đã kiệt sức rồi. And after that he was in agonizing pain and after those six nights he was done. Và sau đó thì Chúa lại bị trừng phạt, bị đánh đập rất là dã man. And after that the crowd continued to hurl insults at him. Và sau đó thì người ta dùng những cái roi bằng sắt, có những cái móc sắt đánh đập vào Chúa, và mỗi cái roi như vậy thì có khoảng 9 cây móc sắt, mỗi lần đánh như vậy thì bóc thịt ra trên người của Chúa. And they flogged him and beat him with what we would consider the cat of nine tails, you know, the thing with the whip thing on it. Và Chúa bị đánh 40 roi, thì có nghĩa là trên người của Chúa khoảng 280 cái vết thương đã bị trên người của Ngài. And each time he was flogged, he was hit 40 times. So if we calculate it out, he was hit about 280 times. Và bị như vậy thì máu ra rất là nhiều, thành ra Chúa bị rất là kiệt sức. And so he was exhausted from being beaten. Thường thường thì những người bị cực hình như vậy thì người ta không cần phải xử tử nữa, tại vì sau đó nạn nhân sẽ phải chết. Usually after someone has gone through that, they die. Nhưng mà Chúa vẫn còn sức, thành ra người ta đem đi xử tử Chúa. But Jesus still had enough strength that they could crucify him. Và người ta dẫn Chúa Giêsu đi đến thập tự giá thì có đám đông la hét lăng mạ Ngài.
So on the way to the cross, there were people that were hurling insults at him. Và giữa đám đông đó thì có một người là dân là môn đồ của Chúa, còn tất cả những môn đồ của Chúa thì đã bỏ trốn hết. And in that crowd, most of his disciples had scattered and hidden in fear. But the one disciple that remained was John. Và chỉ còn một số phụ nữ tại đó, có mặt khoảng 4 hay 6 người gì đó, thì Chúa Giêsu nhìn xuống ở trên, từ trên thập giá nhìn xuống thì thấy mẹ Ngài đang đau đớn, than khóc, và một đệ thân nhất của Chúa. And there were about 4 to 6 women that were also there. Jesus looked down from the cross and he saw his grieving mother and his closest disciple. Và Chúa nhỏ nhẹ nói, and he quietly said this to them. Chúng ta sẽ xem ở trên cái màn ảnh ở đây để chiếu lại cảnh tượng xảy ra. Let's watch it on the video. Their eyes meet briefly and he steps aside. Her dark shawl billows out behind her in the strong wind as she approaches the crucifix. John follows Mary, his eyes on Jesus as he walks closer. On the cross, Jesus' head hangs weakly as he takes feeble breaths. Tears streaming down her cheeks, Mary reaches out and touches Jesus' bloody feet. She leans forward and presses her lips tenderly against them, then steps back, her mouth stained with her son's dark blood. She gazes up at Jesus. I thirst. Mary's face trembles as she stares at her son's battered body. Nearby, a soldier stabs his spear into the rocky ground and reaches into a jar of water. He removes a wet sponge, squeezes out some excess water, and presses it onto the pointed tip of the gentle-faced soldier's spear. He carries the speared sponge toward the cross and holds it up to Jesus' mouth. Jesus opens his mouth and licks the wet sponge. As the soldier lowers the spear, Jesus stares down at his mother. She gazes up with pleading eyes. Flesh of my flesh. Heart of my heart. My son, let me die with you. Woman, behold your son. John meets his gaze. Son, behold. Jesus' head hangs weakly. Your mother. His arms around Mary's shoulders, John nods tearfully. Mary extends her hand toward her son. As Mary Magdalene tightens her shawl, Gesmus sneers. There is no one left. Nope. Sách Giăng ghi lại câu chuyện như thế này. Giăng đoạn 19 câu 25 đến câu 27. Đứng gần thập tự giá của Chúa Giêsu có mẹ Ngài, em gái của mẹ Ngài, Mary là vợ của Cleopa và Mary Magdalene. Khi Chúa Giêsu thấy mẹ Ngài và môn đệ Ngài yêu, tức là Giăng, thì đứng bên cạnh Ngài thì nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, đó là con của mẹ." Rồi Ngài bảo môn đệ: "Đó là mẹ của con." Kể từ giờ đó, môn đệ ấy rước mẹ Ngài về ở với mình. In John 19:25-27, it says this. It says this: near the cross of Jesus stood his mother, his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple John, whom he loved, standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Theo truyền thuyết thì từ đó bà Mary về ở với Giăng cho đến khi bà qua đời, tức là khoảng thời gian 12 năm. So from that time on, John took Mary home with him, and she lived with him for about 12 years until she passed away. Chúng ta nghe những lời rất là ngắn của Chúa Giêsu nói với bà Mary và Giăng. Những lời này nghe rất là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của những lời này,
chúng ta đã thấy tấm lòng sâu xa của Đức Chúa Trời của Chúa cho những người thân. We see that Jesus spoke simple words, but when we understand them, they reveal the deep heart of God. Chúng ta sẽ thấy cái sự thương cảm của Chúa đối với con người của bà Mary. We see his sensitivity and concern. Chúng ta sẽ thấy sự quan tâm của Ngài đối với bà. His compassion for her. Sự dịu dàng của Ngài đối với bà. His tenderness for her. Sự chăm nom, lo lắng cho người mẹ của mình. His care and concern for his mother. Và cũng là những điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta trong ngày hôm nay. And that's what he wants us to know today. Vậy thì chúng ta sẽ học được gì trong những cái lời của Chúa Giêsu với nhau chiều hôm nay? So what do we learn from Jesus's words? Hay nói rõ ra là yêu thương giống như Chúa Giêsu thì có ý nghĩa là cái gì? So the question is, what does it mean to love like Jesus? Để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương giống như Chúa Giêsu thì chúng ta cần phải học chăm sóc gia đình của mình. To learn to love like Jesus, we have to learn to care for our own family. Yêu thương là gì? Yêu thương là điều chúng ta bày tỏ qua hành động chứ không phải chỉ lời nói. Love is an action. It's something you do, not just words. Yêu thương là một cái sự chọn lựa trong cuộc đời của chúng ta để làm điều gì đó cho người thân yêu của chúng ta. It's a choice to do something for someone we love. Vì ngay giữa mọi cái sự đau đớn cùng cực của Chúa Giêsu ở trên thập tự giá thì Chúa Giêsu đã thực hiện 3 điều cho mẹ của Ngài. In the middle of his pain, Jesus does 3 things for his mom. Thứ nhất là tình yêu là quan tâm hay để ý đến. First, love pays attention. Chúa Giêsu quan tâm đến mẹ Ngài đang đứng khóc ở tại chân thập tự. He paid attention to his mom while she was crying at the foot of the cross. Chúa mặc kệ đám đông người ta suy nghĩ như thế nào, người ta làm sao, nhưng Ngài tập trung cái ánh mắt về hướng về mẹ của Ngài. He ignored the crowd and focused his attention on his mom. Và thưa quý bà, xem quan tâm hay để ý là một trong những cái quà tặng quý giá nhất mà chúng ta có thể cho những người thân trong gia đình của mình. Attention is the greatest gift that you can give your family. Một món quà quý giá nhất mà quý vị có thể cho người vợ hoặc người con hoặc người cha người mẹ trong gia đình của mình. The greatest gift you can give to a mother or a father or a child. Một chữ khác để nói đến cái sự quan tâm của chúng ta đó là chữ tôn trọng. Another word for attention is respect. Khi chúng ta quan tâm đến người nào thì chúng ta nâng cao giá trị của người đó. When we respect someone or honor them, we heighten their value in our eyes. Khi chúng ta để ý đến người đó thì chúng ta đang tôn trọng người đó. When we pay attention to someone, we honor them. Thành ra người đó có thể là một người lớn hoặc một người nhỏ hoặc một tuổi nào, nhưng khi chúng ta để ý quan tâm thì chúng ta đang tôn trọng người đó. So whatever their age, when you pay attention to someone, you're respecting them. Một trong những lý do mà những người phụ nữ đến có thể đến gần chân thập tự giá của Chúa Giêsu mà không bị những người La Mã đuổi đi là tại vì vào thời đó người ta coi thường vai trò của người phụ nữ lắm, không ai quan tâm đến những người phụ nữ trong xã hội. Thành ra khi những người này đến thì họ không quan tâm đến những người phụ nữ đến, trừ danh mà thôi. One of the reasons that the women were able to get close to the cross was because in that time nobody paid attention to women. Và Chúa Giêsu luôn luôn nâng cao cái vai trò, cái giá trị, cái địa vị của người nữ. Và trong điều mà chúng ta vừa thấy đó là Ngài tôn trọng mẹ của Ngài ở tại chỗ đó. But Jesus always raised the status of women, and we see that he honored his mother here. Kinh Thánh chúng ta biết nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ người. We know in the Bible it says honor your father and mother. Đây là một điều Chúa dạy phải làm chứ không phải tùy ý lựa chọn, muốn hay không muốn. This is not optional. Và khi chúng ta hãy hiếu kính cha mẹ người thì điều đó không có giới hạn tuổi tác của cha mẹ mình. When it says honor your father and mother, there's no limitation on how old you are or how old they are. Hay là cũng không giới hạn cái cách cư xử của người đó đã làm cái gì hoặc nói gì với chúng ta. And it doesn't even matter what they've done to us. Chúng ta, Kinh Thánh dạy là phải hiếu kính cha mẹ người. Because we are commanded to honor our mother and father. Câu hỏi là quý vị có cần quan tâm nhiều hơn cho những người ở trong gia đình của mình không? So the question is, do you need to pay more attention to your family? Điều thứ hai chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã làm cho mẹ của Ngài đó là yêu thương
cung cấp cho nhu cầu của người đó. The second thing that we see Jesus do for his mom was love provides for needs. Trong cái lời trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu với bà Mary và Giăng thì đây là những lời nhắn gửi cuối cùng, chúng ta có thể nói là một cái di chúc cho ông Giăng. The last earthly request that Jesus had was something that he asked of John. Thật ra chúng ta thấy rằng công tác cuối cùng của Chúa Giêsu ở trên trái đất này đó là lo cho nhu cầu của mẹ của mình. We see that the last task that Jesus did on earth was to provide for his mom. Tại sao? Vì ông Joseph có lẽ đã qua đời rồi và Mary lúc này đã lớn tuổi rồi, lại nghèo và quá buồn nữa. Why? Because Joseph had died and Mary was old and poor and widowed. Chúa Giêsu thì như chúng ta biết rất là nghèo, không có nhà, không có tiền, cũng không có gia tài gì để lại cho mẹ của mình. And Jesus was also poor. He had no home, no money, no inheritance to give to her. Nên Ngài gửi gắm người mẹ cho môn đệ thân cận nhất của mình chăm sóc giùm. So he entrusted her care to his closest friend. Điều chúng ta để ý tại đây đó là Mary là một người đàn bà tin kính nhưng mà không phải là thần thánh. We can see here that Mary was godly, but she wasn't divine. Tại sao? Tại vì Chúa Giêsu không cầu nguyện với bà tại đây. Because he didn't pray to her while he was there. Nhưng bà lại được cần sự bảo vệ và chăm sóc sau khi Chúa chết. Instead, he knew that she'd need protection after his death. Và Kinh Thánh dạy gì về vấn đề hiếu kính cha mẹ? Nói rằng Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 30 đến câu 4. Con hãy kính trọng mà chăm sóc các bà quá là những bà quá thật sự không nơi nương tựa. Nếu một bà quá nào có con hay cháu thì trước nhất con cái phải học biết tỏ lòng hiếu thảo trong gia đình và báo đền công ơn của ông bà cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. The Bible says this: give proper recognition to those widows who are really in need. But if a widow has children or grandchildren, these should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents. For this is pleasing to God. Quý vị muốn biết làm thế nào để Chúa vui lòng không? Do you know how to please God? Đó là tình yêu thương bắt đầu từ trong chính gia đình của chúng ta. It's that love begins in our own homes. Chăm sóc nhu cầu của những người thân yêu của chúng ta. Caring for the needs of our family. Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 8 nói tiếp như thế này: ai không chăm sóc người thân thuộc mình, nhất là người trong gia đình mình, tức là đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người chưa tin Chúa nữa. 1 Timothy 5:8 says this: if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Vậy yêu thương là phải cung cấp cho người thân yêu của mình. So love provides. Điều thứ ba mà Chúa Giêsu làm ở trên thập tự giá cho bà Mary đó là nâng đỡ tinh thần của bà. Yêu thương và nâng đỡ tinh thần. The third way that Jesus cared for Mary is this: love gives emotional support. Chúng ta thấy một cái cảnh tượng rất là vui lòng ở tại đó. Mary và Giăng tấm lòng tan vỡ và hết sức đau khổ. We see in this scene that Mary and John are brokenhearted. They're overwhelmed with grief. Chúng ta tưởng tượng được cái nỗi đau khổ của bà Mary trong tâm hồn, mà không phải trong phút đó mà cả cuộc đời của bà khi từ khi sinh ra Chúa Giêsu nó khó khăn biết là bao nhiêu. We can imagine Mary's emotional pain, not just at that moment when Jesus was hanging on the cross, but the pain that she carried throughout her entire life. Trước hết là một cái sự ra đời của một đứa con mà không thể nào giải thích được và người khác có thể cho đó là một đứa con hoang. First, an unexplainable birth. Someone others would consider an illegitimate birth. Và khi bà đem đứa con này dâng ở trong đền thờ thì ông tiên tri Simon nói trước về sự đau thương mà em bé Giêsu này phải mang và cũng cho cái sự đau thương bà Mary phải mang trong suốt cuộc đời của bà. And then at Jesus' baby dedication, Simon foretelling to Mary that Jesus would suffer and Mary would suffer too. Và sau khi sinh ra bé Giêsu thì bà phải bị bắt buộc đi tị nạn ở tại Ai Cập vì vua Herod tìm cách để giết đứa con trai độc lập của bà.
And after giving birth, being forced to be a refugee in Egypt because there was a king that wanted to kill her baby. Rồi bà chứng kiến cái cảnh tượng mà khi con bà bắt đầu đi ra giảng đạo thì có một ngày kia đám đông ở ngay quê nhà của bà tìm cách xô Chúa Giêsu xuống cái bờ vực đá để giết Chúa Giêsu. And she watched when Jesus started his ministry. She watched as an angry hometown crowd tried to throw Jesus off a cliff. Và Chúa thấy những cái đám đông chống đối con này. And she saw the crowd turn against him. Và bây giờ cái cảnh này đang chứng kiến trước mặt của bà. Chúa Giêsu bị hành hình ở trên thập tự giá sắp chết. And now this, Jesus being crucified on a cross. Đứa con trai của mình được sinh ra bị tra tấn như là một tội nhân, rồi khủng khiếp thân thể đầy máu. Her son tortured as a criminal, treated as a criminal, and having a gruesome, gory, bloody death. Có lẽ là hai bàn tay và hai bàn chân của Chúa Giêsu thì bị đinh đóng, nhưng mà cái sâu xa nhất là tấm lòng của bà Maria như bị gươm đâm vào trong đó. Jesus had nail-pierced hands and nail-pierced feet, but Mary may have had a sword-pierced heart. Tưởng tượng một người mẹ chứng kiến cái chết đau thương của con mình như thế nào. Imagining that she probably felt the pain of Jesus only the way that a mother can. Thưa quý ông bà, chị em, Kinh Thánh chép như thế này, bạn bè thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. The Bible says this, a friend loves at all times and a brother is born for a time of adversity. Bà Marie có mặt với Chúa Giêsu ngay giờ phút cuối cùng của ngài. Mary was there for Jesus in his last moments. Marie có mặt tại đó trong khi những môn đồ của Chúa, những người đám đông đi theo Chúa trong suốt 3 năm bỏ trốn hết. Mary was there when the crowd and even Jesus' close friends had left. Chúng ta có dám để thì giờ có mặt với những người thân yêu mình trong khi họ gặp khó khăn? Do we dare to be there for the people that we love when they face difficult times? Chúng ta có dám đứng với người thân yêu của mình khi người đó gặp hoạn nạn trong cuộc đời không? Do we dare to stand with them when they're facing something? Chúng ta có dám hiện diện với những người thân yêu khi người đó phải đối diện với cái sự mất mát lớn nào cuộc đời của họ không? Will we show up for them when they need it? Điểm tôi muốn nói là cái gì? Điểm tôi muốn nói là nếu mà chúng ta muốn yêu như Chúa Giêsu thì chúng ta thứ nhất là phải quan tâm đến gia đình của mình, thứ hai là phải cung cấp cho nhu cầu cho gia đình của mình, và thứ ba là có mặt ở đó để nâng đỡ tinh thần của người tham gia trong gia đình. My point is this, to love like Jesus, I must first pay attention to my family. Second, provide for their needs, and third, show up with emotional support. Câu hỏi của tôi cho quý vị là những người phụ huynh, là quý vị có đứng với con cái mình trong khi con cái mình gặp khó khăn hoặc rắc rối trong cuộc đời? The question I have for parents is this, do you stand with your kids when they're in trouble? Quý vị có mặt với con mình trong lúc con cái mình khó cực ở trong cuộc đời không? Are you there with them when they're struggling? Và câu hỏi của tôi cho những người làm chồng hay làm trưởng gia đình đó là người vợ của mình có biết rằng chồng mình sẽ sẵn lòng dám trả giá hy sinh cuộc đời cho mình không? And husbands, my question for you is this, does your wife know you'd die for her? Và câu hỏi của tôi cho các bạn thanh niên là các bạn có dám đứng gần với ba má mình trong khi những người đó đến gần với mình trước bạn bè không? And young people, my question for you is this, would you be willing to stand with your parents in front of your friends? Người lãnh đạo hoặc là trong gia đình hoặc là trong hội thánh hay trong bất cứ một môi trường nào là những người phải hy sinh nhiều nhất. Leaders are the people that have to sacrifice the most. Nếu chúng ta càng yêu Chúa nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ càng phải yêu thương những người thân yêu nhất trong gia đình. The more I love Jesus, the more I love my family. Đó là theo gương của Chúa Giêsu. That is following Jesus' example. Điều thứ hai chúng ta có thể thấy được ở trong đời sống của Giêsu và sự chết của Chúa Giêsu đó là chúng ta cần phải cư xử với các tín hữu hay là các anh chị em cùng đồng tin như trong gia đình. The second thing that we see based on Jesus' words were number two, I must treat other believers as my family.
Quý vị có nghe người ta thường nói có câu là một giọt máu đào hơn ao nước lã ha. You've heard the saying, blood is thicker than water. Điều này có nghĩa là cái gì? Nghĩa là cái ở trong Chúa thì cái giọt máu đào của Chúa Giêsu nó còn có giá trị và nó sâu xa hơn là giọt máu trong thân huyết của liên hệ chúng ta với những người thân yêu của mình. In grace, the blood of Jesus poured out connect us together and make us even closer than our physical relatives. Và trong mối quan hệ tâm linh của chúng ta, thưa quý bạn, nó chặt chẽ hơn là mối quan hệ trong thân xác của chúng ta với người ruột thịt của chúng ta. So our spiritual bond together is stronger than our physical bond. Có nghĩa là gì? Quý vị, quý ông bà, anh chị em, tất cả là những người thân thuộc với tôi. Vì cái mối liên hệ mà chúng ta có với nhau, nó có tồn tại đến mãi đời đời. What does that mean? It means that your relationship to me is strongest because it lasts for eternity. Kinh Thánh Chúa Giêsu nói như thế này: vì ai làm theo ý Cha ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta. The Bible says this: whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother. Chúa Giêsu đặt cái vấn đề những người nào làm theo ý muốn của Chúa Trời còn gần gũi với Ngài hơn chính là anh em ruột thịt của Ngài khi chưa làm theo ý muốn của Chúa Trời. If we follow Jesus, we are His family. Điều đấy có nghĩa là gì? Nếu quý vị là người tin Chúa, thì chúng ta là ở trong một gia đình của Chúa với nhau. So if you follow Jesus, then we are in the same family together. Kinh Thánh dạy rất rõ như thế này: chúng ta phải đối xử nhau như trong một gia đình. The Bible is clear. We are to treat each other as family. Timothy thứ nhất đoạn 5 câu 1 câu 2 nói như thế này: đừng nặng lời quở trách những người lớn tuổi ở trong hội thánh, nhưng hãy khuyên họ như cha. Đối với người trẻ tuổi thì đối xử như anh em. Đàn bà lớn tuổi thì xem như mẹ, thiếu nữ thì như chị em, luôn luôn đối với họ một cách trong sạch. The Bible says this in 1 Timothy: do not rebuke an older man in the church harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Tại sao chúng ta nói điều này? Trong Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giêsu có 4 người em trai và 2 người em gái, nghĩa là cùng mẹ nhưng mà khác cha. We know this. Jesus had 4 brothers and 2 sisters. Nhưng Chúa lại giao phó sự chăm sóc mẹ của Ngài cho một người theo Chúa là dân. Tại sao vậy? But he entrusted the care of his mother to John, his friend. Tại vì trong Giăng đoạn 7 câu 5 cho chúng ta biết rằng những người em của Chúa chưa tin Ngài. Why? Because we know that Jesus's brothers and sisters hadn't believed yet. Thật ra đối với Chúa, dân là người thân yêu quan trọng với Ngài hơn cả những anh em ruột thịt của Ngài trong lúc này. So we see that Jesus was closer to John, his friend, even more than his blood-related siblings. Chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến những anh chị em ở trong gia đình của hội thánh chúng ta, của bên bạn trên. We must be devoted to each other. Kinh Thánh nói như thế này trong Galatia đoạn 6 câu 10: vậy đang khi có dịp điện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin. Galatians 6:10 says this: therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giêsu đang đóng đinh trên thập tự giá. Nó có một cái sự đối xứng, đó là ngày xưa Chúa Giêsu còn bé đó, thì Ngài phải nương tựa vào bà Mary. Bây giờ đó thì lớn lên đó, thì dân nương tựa vào Chúa để đi theo Chúa. Nhưng là một môn đệ, bây giờ thì Chúa lại dặn dò rằng ông dân và bà Mary phải nương tựa với nhau.
We see that when Jesus was a child, he leaned on Mary to take care of him. And then as he grew up, John leaned on Jesus as a disciple. But now we see that Jesus tells them to lean on each other. Như vậy thì chúng ta, thưa quý bạn chị em, phải học cách cư xử như Chúa Giêsu đã cư xử, coi những người cùng niềm tin thân thuộc như trong gia đình. We have to love the way that Jesus loved by being devoted to the people in our church family. Điều thứ ba chúng ta phải học trong cái lời của Chúa Giêsu đó là chúng ta phải cảm thông cái đau, nỗi đau của những người khác, dầu chính chúng ta đang bị tổn thương. The third thing that we can see in what Jesus said is this: I must see others' pain even when I'm in pain. Mặc dù chính bản thân của Chúa Giêsu đang bị đóng đinh trên thập tự giá, đau đớn rất là khủng khiếp và đang lúc hấp hối gần chết, thì Ngài cũng để ý đến cái nhu cầu của những người đang đau khổ trước. In spite of the fact that Jesus was in excruciating pain and he was in his last moments, he was dying, Jesus notices and thinks about the needs of others. Tại sao chuyện này là quan trọng? Thì vừa thường thường chúng ta có những cái gì đau thương ở trong cuộc đời chúng ta xảy ra, thì chúng ta tự rút mình vào trong một cái vỏ sò để lo đến cái đau thương và chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Usually when we're in pain, we close up and we go into our own shell and we think about our own pain. Nhưng Chúa Giêsu thấy được cái nỗi đau thương của bà Mary, người mẹ mình đang đứng ở tại đó. But Jesus saw Mary's pain. Và ông muốn bày tỏ cho bà biết rằng ông vẫn quan tâm đến bà trong những cái giờ phút cuối cùng của đời Ngài. And in that time he wanted her to know that he saw her pain. Và lời Chúa dạy như thế này trong Philip đoạn 2 câu 5: Hãy có cùng một tâm tình như Chúa cứu thế Giêsu đã có. Philippians 2:5 says this: Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Điều này có nghĩa là cái gì? Là chúng ta cần phải nhìn chung quanh để xem những người đang gặp khó khăn đau buồn để có thể giúp đỡ những người đó. What does that mean? It means we need to look around and find someone else that's in distress so we can help them. Chúng ta không chờ đến khi chúng ta hết đau, hết bệnh rồi mới có thể giúp được người khác. We shouldn't wait around until we're done with our own pain before we help others. Tại vì Chúa có thể dùng những đau thương của chúng ta để qua sự giúp đỡ của chúng ta đến những người khác, đem đến sự chữa lành cho tâm hồn của chúng ta. Because God can use our pain to help others and bring healing to us. Phi-líp 4:1 nói như thế này: Vì Chúa cứu thế đã chịu đau đớn trong thể xác, anh em cũng phải có tinh thần sẵn sàng chịu khổ như Ngài. Nên nhớ khi thể xác anh em đau đớn, tội lỗi sẽ mất năng lực. 1 Peter 4:1 says this: Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Ý Kinh Thánh muốn dạy gì? Nói rằng chúng ta đừng tự đắm mình ở trong cái đau buồn của chúng ta, nhưng mà hãy dùng cái khó khăn, thử thách hoặc đau khổ của chúng ta để giúp đỡ những người khác. What does it mean? It means don't wallow in your own pain. Use it to help others. Khi chúng ta biết tập trung vào một cái chỗ khác thay vì tập trung vào cái đau khổ riêng của mình, thì đó là cái chìa khóa để giúp chữa lành những đau thương trong cuộc đời của chính chúng ta. Refocusing our pain, not staring at our own pain, but refocusing onto someone else is the key to healing our grief. Điểm thứ tư chúng ta có thể học được trong tình yêu thương giống như Chúa Giêsu, đó là chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của người khác, dầu nhu cầu của chúng ta chưa được đáp ứng. The fourth thing is this: to love like Jesus, I must meet others' needs, even if mine aren't met. Chúa Giêsu đang bị treo trên thập tự giá. Chúa Giêsu không có nói rằng: Tôi đau đớn quá. Xin lỗi thôi, tôi không có thể giúp chuyện của người khác được. Jesus didn't say while he was on the cross, my pain is too much. Sorry, I can't help you with yours. Có thể Chúa có thể tự nói rằng: Ôi, mục đích của tôi đến thế gian này quá quan trọng để cứu rỗi nhân loại. Đây là chuyện quan trọng nhất ở trong lịch sử của nhân loại. He could have said, my purpose is too important. I'm here to save the world.
Điều đó có nghĩa là gì? Là không có bất cứ chuyện gì, thưa quý ông bà, anh chị em, tôi và quý vị làm có thể quan trọng hơn điều Chúa làm ở trên thập tự giá được. The point is this, nothing that we do is more important than what Jesus did on the cross. Dù cái đó là một cái chương trình, một cái kế hoạch, công việc làm ăn vân vân gì đó, không thể quan trọng hơn việc Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập tự giá để cứu nhân loại được. Nothing that we do, whatever plans we have, is that more important than Jesus' plan of dying on the cross to save the world. Và nhiều người chúng ta dùng cái đó để nói rằng tôi đang bận quá, có nhiều công việc đến không có thời giờ để nghĩ đến người thân yêu trong gia đình của mình. And yet, sometimes we say, I'm going through too much right now. I don't have time to think about the pain of people in my own family. Hoặc Chúa Giêsu cũng có thể nói, không ai giúp tôi cả nên tôi phải cần tập trung vào trong cái bản thân của mình chứ. Jesus could have said, my needs aren't being met right now, so I need to focus on me and help myself. Có thể Chúa Giêsu nói, xin lỗi anh nha, xin lỗi mẹ nha, bây giờ con đang bị người ta đóng đinh nè. He didn't say, sorry mom, I'm being crucified right now. Nhưng Chúa Giêsu quan tâm đến nhu cầu của người mẹ mình. He met her needs. Đây là cái vấn đề giá trị của những người đi theo Chúa khác với những điều mà thế gian cho là giá trị. This shows that as people that follow Jesus, we have different values than what the world values. Người ta nghĩ rằng một cái nhân vật càng là quan trọng thì càng ít bị đòi hỏi để chăm sóc cho những cá nhân khác. Based on the world's view, the more important you are, the less you're expected to care about other people. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. But Jesus was different. Ngài quan tâm đến những người thân yêu nhất của mình, dầu đang khi thực hiện công việc vĩ đại nhất, chết cho nhân loại ở trên thập tự giá. He met others' needs, even though he was doing the most important thing, dying for the world on the cross. Vậy yêu thương như Chúa Giêsu có nghĩa là gì? So what does it mean to love like Jesus? Roma đoạn 15 câu 2 câu 3 nói như thế này: mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ, vì chính Chúa cứu thế cũng không làm cho đẹp lòng mình. Romans 15 says this: each of you should please your neighbors for their good, to build them up, for even Christ did not please himself. Điều đó có nghĩa là, thưa quý ông bạn chị em, nếu quý vị muốn trở nên giống như Chúa trong tình yêu thương của Ngài, là chúng ta phải tìm có một số người nào đó đang cải trang làm Chúa Giêsu. So what does that mean? Thương và cần sự giúp đỡ của chúng ta. What does that mean? To love like Jesus, we need to look for people that are, look for hurting people that are disguised as Jesus. Roma đoạn 12 câu 13 nói như thế này: hãy san sẻ đồ cần dùng với các con cái Chúa đang khi gặp thiếu thốn. Romans 12:13 says this: when God's children are in need, be the one to help them out. Tôi mời quý vị làm điều này để chúng ta chuẩn bị cho Phục sinh năm nay. I invite you to do this as we get ready for Easter. Tìm một người nào đó, một gia đình nào đó, một người mà Chúa đặt vào trong tâm lòng chúng ta để giúp đỡ người đó. Find someone to help. Và tìm cơ hội để mời người đó đến trong mùa Phục sinh năm nay. Find the opportunity to invite them to Easter. Năm nay Phục sinh của chúng ta sẽ khác những Phục sinh trong những năm qua. This year Easter is going to be different from Easter in years past. Trong truyền thống của Hội Thánh chúng ta, trong người Việt Nam thì không có đặt nặng vấn đề phục lễ phục sinh. In Vietnamese culture, we usually don't place an emphasis on Easter. Chúng ta làm một chương trình rất lớn cho Giáng sinh, cho chương trình Tết, cho chương trình mẹ, vân vân. We do a big program for Christmas or for Tết or for Mother's Day. Nhưng mà một chương trình phục sinh thì rất là khó mời bạn bè thân của chúng ta đến. But sometimes it's difficult to invite people to come for Easter. Năm nay chúng ta sẽ làm khác. This year we're going to do it differently. Đó là lý do tại sao tôi đang chia sẻ và trình bày về đoạn bài những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập tự để dẫn đến phục sinh. That's why we're talking about the last words of Jesus so that we can lead up to Easter. Và trong những tuần tới chúng tôi sẽ cùng với Hội Thánh chuẩn bị từng bước một để chúng ta có thể cầu nguyện, chuẩn bị mời
những người thân của chúng ta, những người chưa biết Chúa đến ở trong mùa phục sinh này. And in the coming weeks, we're going to prepare as a congregation and pray together so that we can invite people to Easter. Nhưng bước đầu chúng ta có thể làm đó là suy nghĩ đến một người nào đó và tìm cái nhu cầu chúng ta có thể giúp được người đó. But the first thing that we can do is to think of someone and think about how we can meet their needs. Rồi chúng ta sẽ mời người đó đến ở trong mùa phục sinh này. Then we can invite them to Easter. Tôi xin có vài lời với những người đang bị đau thương ở trong cuộc đời. I have some words for people who are going through pain right now. Có lẽ quý vị đang có một cái tổn thương, một mất mát gì đó ở trong cuộc đời của mình. Maybe you're grieving the loss of something in your life right now. Vì hãy nhớ rằng Chúa Giêsu cũng quan tâm đến đau thương của chúng ta. Realize that Jesus cares about your pain. Chúng ta cần có một gia đình đức tin để nâng đỡ đời sống của chúng ta. We need a spiritual family to lift us up. Đừng có chịu đau thương một mình, hãy tiếp nhận tình thương từ người khác. Don't suffer on your own. Accept love from others. Hội thánh là một gia đình. Và tôi mời quý vị vào. Our church is a family, and you're invited to be a part of this family. Khi chúng ta đang bị đau thương, hãy tìm một người nào đó để giúp đỡ. When you're in pain, find someone else to help. Chúa Giêsu ban sức cho chúng ta để yêu thương người khác như Ngài vẫn yêu thương được ở trong lúc đau đớn và hy sinh của Ngài trên thập tự giá. For Jesus gives us the power to love like He does when He was in pain. Và chúng ta cần phải nhớ nhìn lên Chúa. And we have to remember to look to Jesus. Chúa muốn cho chúng ta một cái điều gì đó quý giá nhất, nhưng mà chúng ta sẽ không thể nhận được nếu chúng ta không đến gần thập tự giá của Ngài. Jesus wants to give you the very best, but you can't receive it unless you come close to Him. Cả dân và Mary có thể hụt mất cái phước hạnh cuối cùng của Chúa muốn ban cho nếu họ đứng xa thập tự giá của Chúa. Both John and Mary would have missed the blessing of Jesus if they had stayed away from the cross. Và câu trả lời của Đức Chúa Trời cho những đau thương của đời sống chúng ta luôn luôn là ở tại chân thập tự giá của Chúa Giêsu. God's answer to your pain is always at the foot of the cross. Xin chúng ta cùng cầu. Let's pray. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đã nêu gương yêu thương của Ngài trên những giờ phút cuối cùng của Ngài trên thập tự giá. God, thank you that you've given us an example of how you want us to love in your last moments on the cross. Ngài quan tâm đến người thân yêu nhất trong cuộc đời của Ngài. You paid attention to the people that you were closest to. Dầu Chúa đang chính Ngài chịu đau thương. Even when you were suffering. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con để chúng con quan tâm và yêu thương những người thân trong gia đình chúng con. Please help us to care for our own families. Xin giúp chúng con quan tâm, yêu thương đến những người trong gia đình của mình. Please help us to care for our church family. Xin giúp chúng con học được yêu thương và chăm sóc nhau, dầu khi chính chúng con đang bị đau thương. Please help us to learn to provide for each other, even in the midst of our own pain. Con hướng lòng về Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. We pray in Jesus' name. Amen.